Thưa quý vị, 2021 vừa qua tiếp tục là một năm đầy khó khăn đối với du lịch Đà Nẵng dưới sự tác động khốc liệt của COVID-19. Tuy nhiên, với chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh, ngành du lịch địa phương đã có sự điều chỉnh kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, từng bước khắc phục khó khăn, tạo đà cho sự phục hồi cho năm 2022. Vốn là điểm đến hấp dẫn, nổi tiếng đối với du khách trong và ngoài nước. Thế nhưng, diễn biến khó lường của COVID-19 đã khiến ngành du lịch Đà Nẵng lao đao gần 2 năm qua. Sau nhiều lần mở cửa rồi lại phải dừng hoạt động do dịch bệnh. Và đến cuối tháng 10 năm 2021, du lịch Đà Nẵng mới tái khởi động kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch trong giai đoạn bình thường mới, dù vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Các doanh nghiệp thì mặc dù là khó khăn, nhưng mà đang tận dụng hết tất cả nguồn lực còn lại để cho lần phục hồi lần này. Và rất lạc quan là do là chúng ta khác cơ bản các lần trước là lần này chúng ta đã phủ vaccine khá tốt. Nên doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp hy vọng cái đợt quay lại lần này nó sẽ bền vững hơn các lần trước. Tuy nhiên, kế hoạch đón khách nội địa lẫn quốc tế đến Đà Nẵng trong quý 4 năm 2021 một lần nữa không như mong muốn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Dù vậy, cộng đồng doanh nghiệp và ngành du lịch vẫn nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn, khôi phục thị trường du lịch. Hiện nay thì Sở vẫn đang tiếp tục rà soát, phối hợp với lại Sở Lao động Thương binh Xã hội cũng như là các ngành liên quan để có cái tham mưu với thành phố có các cái nội dung để mà triển khai hỗ trợ về mặt chính sách cũng như là các cái hỗ trợ khác để đảm bảo hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Năm 2022, ngành du lịch Đà Nẵng sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch phục hồi đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt. Trong đó có triển khai phương án thí điểm đón khách du lịch quốc tế, tổ chức đón khách du lịch nội địa, triển khai kế hoạch xúc tiến thị trường, truyền thông điểm đến thành phố Đà Nẵng phù hợp với từng giai đoạn mở cửa, cũng như chuẩn bị sản phẩm du lịch mới để phục vụ du khách.